Hello, mình là Misu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một món khoai tây viên phô mai. Trước tiên mình sẽ gọt vỏ 3 củ khoai tây. Sau khi rửa sạch thì mình cắt nhỏ ra và mang đi hấp thôi nào. Giới thiệu với mọi người, đây là một cái nồi điện mini đa năng, có thể nấu cơm, canh, xào, chảo hấp. Đặc biệt dùng cái nồi này để nấu lẩu là tuyệt vời ở mặt trời luôn. Cái nồi này rất hợp với những bạn ở riêng và thích nấu ăn. Trong khi đợi khoai tây chín thì mình sẽ làm một hỗn hợp gồm một quả trứng gà, một thìa sữa tươi không đường và hai thìa bột mì. Cho bột chiên xu ra tô, nên cho vào cái tô, bỏ ra dĩa xíu nó rơi ra ngoài á. Khoai tây chín rồi thì mình cho ra một cái tô, sau đó là đe cho nó nhuyễn ra. Sau khi khoai tây mình thì mình cho 1/4 thìa muối và 2 thìa bột mì và trộn chúng vào với nhau. Nãy trời nắng nóng quá, buộc tóc lên cho mát rồi làm tiếp nhé. Công đoạn này rất đơn giản. Cho cục phô mai vào giữa khoai tây rồi gọi gọi lại. Lăn. Xong rồi nè. Xong hết tất cả thì mình sẽ cho khoai tây bỏ vào ngăn mát tủ lạnh 30 phút. Cho bột khoai tây nó khô và cứng lại. Xíu nữa mình dễ làm hơn. Sau 30 phút thì mình lấy ra, mình nhúng với hỗn hợp trứng gà và cho nó lăn qua một lớp bột chiên xu. Đợi dầu nóng mình sẽ cho khoai tây vào. Mình sẽ chờ viên khoai tây liên tục. Nhớ là trở nhẹ tay thôi nhẹ, không đấm lụng phô mai nó chảy ra ngoài hết trơn. Đợi nó chín vàng đều thì mình sẽ vớt ra cây rây để cho nó ráo bớt dầu. Viên khoai tây vàng giòn thêm phô mai béo ơi là béo, chấm tương ớt đúng là ngon bả cháy. Đoạn này sư dễ luống á. Định làm phô mai kéo dài thiệt dài cho ba con coi, mà cái phô mai nó không phối hợp gì hết trơn, phải trừ luôn nó mới được. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất mong mọi người ủng hộ bằng cách like và đăng ký kênh để mình có động lực tạo ra nhiều video hơn nữa. Cảm ơn mọi người.